Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Công Handmade. Ở video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trong chóng từ túi ni lông. Nếu các bạn thấy thích ý tưởng và thấy nó có ích cho cộng đồng thì hãy nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Các bạn cần chuẩn bị 2 chiếc túi ni lông to, 4 sợi dây thép phi 1 mini dài 50 cm, 1 sợi phi 1 mini dài 15 cm, ống hút, bật lửa, kéo, chỉ, cái hộp sữa này để chúng ta làm khuôn cánh hoa. Để các bạn cùng xem mình hướng dẫn chi tiết nhé. Ở bước làm nhị hoa này thì các bạn thích làm nhị thì làm, còn nếu không thì mình chỉ cần làm đến bước làm cánh hoa, sau đó thì ghép vào cành là xong nhá. Chỉ cần 4 cái cánh quạt nó quay được là được mà. Mình làm thêm một cái ý tưởng này nữa là làm thêm nhị hoa. Nếu các bạn có ý tưởng nào hay hơn nữa thì các bạn hãy cùng chia sẻ để chúng ta cùng làm cho nó đẹp hơn nữa nhá. Nguyên lý để cái chom chóng này có thể quay được là chúng ta gắn vào cái ống hút rỗng, gắn tất cả những cái cánh hoa hay nhị hoa vào ống hút rỗng này, sau đó thì làm cho nó quay quanh cái trục bằng thép. Chúng ta làm theo nguyên lý này thì các bạn có thể thỏa sức mà sáng tạo theo ý tưởng của các bạn nhé. Ở đây thì mình thử làm hai cách này thì các bạn có thể làm theo hoặc là các bạn trang trí theo cách của các bạn cũng được. Thank you.
Ok, xong rồi các bạn ơi. Mình làm cái trong chóng này hoàn toàn là không dùng keo gì nên là chúng ta có thể gắn ở ban công như này cho gió thổi rất là tự nhiên, trang trí rất là đẹp. Hoặc là các bạn cho bé chơi thì cũng rất là an toàn. Các bạn thấy sao mà chúng ta làm rất là nhiều chiếc trong chóng như thế này để treo ở trên ban công? Nếu các bạn thấy thích ý tưởng của mình hãy nhấn like và chia sẻ video mọi người cùng xem nhé. Hãy đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo xem video mới nhất trên kênh của KMH. Chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn thành công.